I know failure well. I glimpsed it lurking at the ragged edges of your mind. Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với Viện Gaming. Bước sang tháng 7 cũng đồng nghĩa là chúng ta đã bước qua nửa đầu năm 2024 rồi đấy. Và trong tháng này sẽ có những tựa game hot nào cho anh em hệ Switch chúng ta thưởng thức tiếp đây. Cùng mình điểm qua trong video này nhé. Nào cùng bắt đầu thôi. Là phần đầu tiên trong Trails through Daybreak, phần game mới của The Legend of Heroes đưa người chơi vào vai Van Acrai, một thám tử săn tiền thưởng. Anh nhận nhiệm vụ tìm kiếm cổ vật bí ẩn từ cô gái trẻ Agnes Claudine. Trò chơi nổi bật về hệ thống đạo đức, nơi các quyết định và lựa chọn hội thoại của Van ảnh hưởng đến việc anh ta đứng ở đâu trên thang đo đạo, hỗn loạn và trùng lập. Điểm nổi bật của game chính là sự kết hợp giữa lối chiến đấu hành động theo thời gian thực và chiến đấu theo lượt. Trong thế giới mở, người chơi có thể chiến đấu với kẻ thù theo thời gian thực. Tuy nhiên, khi bạn muốn sử dụng các kỹ năng đặc biệt hoặc các chiến thuật phức tạp hơn, bạn có thể chuyển sang chế độ chiến đấu theo lượt. Game sở hữu cốt truyện hấp dẫn, thế giới chi tiết cùng dàn nhân vật thú vị sẽ đến tay game thủ vào ngày 5 tháng 7. Legend of Heroes: Trails through Daybreak. My grandfather tossed a magazine to me that read, "Unmanned fighters, no longer a distant dream." Nếu anh em yêu thích cảm giác điều khiển những chiếc máy bay chiến đấu hiện đại, lao vun vút trên những tầng mây và tham gia những trận không chiến nghẹt thở, thì Ace Combat 7 Skies Unknown chính là cái tên mà bạn phải thử. Bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác chinh phục bầu trời bao la cùng những chiến đấu cờ hầm hố. Game còn cho phép bạn thực hiện những màn nhào lộn trên không ngoạn mục và hạ gục kẻ thù bằng tên lửa và súng máy. Và phiên bản Deluxe Edition sẽ phát hành vào ngày 11 tháng 7 nay cho Nintendo Switch, trong đó bao gồm 6 DLC, cung cấp thêm nhiều máy bay mới, nhiệm vụ mới và nội dung mới để bạn khám phá. I know failure well. I glimpsed it lurking at the ragged edges of your mind. Tiếp nối thành công của phần đầu tiên, Darkest Dungeon 2 sẽ tiếp tục ra mắt trên Nintendo Switch vào ngày 15 tháng 7 này, chứa đựng nhiều nội dung mới cho người chơi khám phá. Điểm đặc trưng của game là lối chơi chứa đựng nhiều sự thử thách, đòi hỏi kỹ năng quản lý và óc chiến thuật tốt của người chơi. Ngoài việc sử dụng các kỹ năng của nhân vật, người chơi sẽ phải đối mặt với nhiều yếu tố may rủi như là sát thương ngẫu nhiên, hiệu ứng bất lợi và các tình huống bất ngờ. Điều này khiến mọi trận chiến đều trở nên vô cùng kịch tính và đòi hỏi sự cẩn trọng cũng như là phản ứng nhanh nhạy từ người chơi. Nếu yêu thích thể loại roguelike và những tựa game mang tính thử thách cao thì Darkest Dungeon 2 chính là cái tên dành cho bạn. The time has come to face your failures or be consumed by them. Hot Lap Racing là game đua xe mô phỏng lấy cảm hứng từ những tựa game đua xe arcade kinh điển, mang đến cho người chơi những trải nghiệm tốc độ đầy phấn khích và kịch tính. Game nhanh chóng thu hút được sự chú ý của game thủ bởi lối chơi hấp dẫn và đồ họa đẹp mắt. Mục tiêu chính là hoàn thành các vòng đua với thời gian ngắn nhất có thể. Người chơi sẽ phải thực hiện các kỹ năng điều khiển những chiếc xe đua hiện đại, lao vun vút trên các đường đua đa dạng, từ những cung đường uốn lượn đến những đường thẳng cao tốc. Game cung cấp nhiều chế độ chơi khác nhau như là Time Trial, Career, Arcade và Multiplayer. Các tay đua sẽ có thể trải nghiệm game vào ngày 16 tháng 7 này rồi đấy. Tin vui cho các fan Ninjaro đó là vào ngày 17 tháng 7 nay, phần game Splinter Fate sẽ phát hành trên Nintendo Switch sau những phản hồi tích cực trên iOS. Trong phần game lần này, những anh em Ninjaro của chúng ta sẽ lên đường tìm kiếm sư phụ Splinter đã bị mất tích. Nghi ngờ Shredder là kẻ đứng sau vụ này, bốn anh em sẽ phải vượt qua những mái nhà, băng qua những ngóc ngách và cống rãnh của thành phố New York nhộn nhịp nhằm tìm kiếm manh mối và làm sáng tỏ bí ẩn đằng sau sự biến mất của sư phụ. Lối chơi roguelike mới mẻ sẽ mang đến những màn chơi, kẻ thù và sức mạnh ngẫu nhiên cho nhân vật. Hãy chọn lấy nhân vật mà bạn yêu thích và cùng có với nhau vượt qua mọi kẻ thù. More customization options await back at your sewer home, where you can spend in-game currency you earned on your runs on permanent upgrades called artifacts. Pick the turtle and artifact that best suit your preferred playstyle. Enjoy exploring iconic locations solo or jump online with up to 3 bodacious buds in co-op play. Your team of turtles can drop in and out whenever they want, making for a no-crash play sesh. Get ready to fight the foot when Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch this July. Pizza's here! Bring the excitement into your own home with the Nintendo World Championships NES Edition game. Nếu bạn từng mơ ước tham gia giải vô địch Nintendo World Championship nhưng lại không có cơ hội, thì giờ đây giấc mơ đó sẽ thành sự thật với Nintendo World Championship NES Edition. Trò chơi này sẽ mang đến cho bạn những thử thách kinh điển từ thời NES ngay trên Nintendo Switch. Game là bộ sưu tập hơn 150 thử thách, bao gồm những màn chơi từ dễ đến khó dựa trên 13 tựa game khác nhau trên hệ máy NES ngày xưa như là Super Mario Brothers, The Legend of Zelda hay Donkey Kong JR, phù hợp với những người chơi mới, hoặc nếu bạn là những người chơi chuyên nghiệp, bạn cũng có thể thử sức với chế độ Speedrun để có cơ hội leo lên bảng vàng của thế giới. Game sẽ đến tay game thủ vào ngày 18 tháng 7. Nintendo World Championships NES Edition launches July 18 on Nintendo eShop. Nintendo World Championships NES Edition Deluxe Set will also be available, containing a gold-colored replica cartridge, 13 art cards, 5 pins, and a physical game card. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Hey, what are y'all playing? It's that guy. This takes me back. Bo: Path of the Teal Lotus là tựa game phiêu lưu hành động khá mới lạ mà bạn có thể thử ngay trong tháng này. Vào vai một tên tiểu quỷ, người chơi sẽ khám phá nhiều bí ẩn về thế giới mang đậm màu sắc văn hóa nhân gian Nhật Bản. Tận dụng những kỹ năng đặc biệt của mình, bạn sẽ phải đối đầu với nhiều kẻ thù trên đường đi, từ đó mở khóa được những bất ngờ mới. Bo: Path of the Teal Lotus mang lối chơi hành động 2D quen thuộc, kết hợp hoạt ảnh và phong cách vẽ tay cổ điển, hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm mới mẻ cho bạn. Và game sẽ chính thức phát hành vào ngày 18 tháng này. Tokyo Xanadu eX+, là tựa game nhập vai hành động lại bối cảnh tại Tokyo trong tương lai, nơi một thảm họa động đất kinh hoàng đã tàn phá thành phố và thay đổi cuộc sống người dân nơi đây mãi mãi. Tuy nhiên, phía sau thảm họa ấy, một thế giới khác chứa đựng bí mật đen tối được gọi là Eclipse đã trỗi dậy và mang đến nhiều mối đe dọa lớn cho thế giới. Tại đó, các nhân vật sẽ phải đối mặt và tiêu diệt những sinh vật đặc biệt được gọi là Frit. Và để tận dụng sức mạnh của đội mình và tận dụng điểm yếu của kẻ thù, bạn sẽ phải xoay vần chọn lựa giữa các nhân vật nếu muốn vượt qua thử thách một cách dễ dàng. Game sở hữu hệ thống chiến đấu hấp dẫn, cho phép bạn di chuyển tự do, sử dụng các đòn tấn công combo đẹp mắt cùng chiến thuật đa dạng. Nếu bạn đang tìm kiếm một tựa game nhập vai hành động JRPG phong cách anime độc đáo, Tokyo Xanadu EX+ là lựa chọn hoàn hảo. Game sẽ phát hành trên Switch vào ngày 25 tháng 7. Với những ai yêu thích Luffy, băng mũ rơm hay thương hiệu One Piece thì phần game mới One Piece Odyssey sẽ là cái tên không thể bỏ qua trong tháng này. Tựa game mang đến cốt truyện hoàn toàn mới được chính tác giả Oda Eiichiro sáng tạo, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm độc đáo cho người hâm mộ One Piece. Trò chơi có sự kết hợp giữa khám phá thế giới mở và phong cách chiến đấu theo lượt. Bạn có thể sử dụng các kỹ năng và sức mạnh độc đáo của từng thành viên trong băng mũ rơm để vượt qua từng trận chiến, từ đó giải mã bí ẩn của hòn đảo và tìm đường trở về Renly. One Piece Odyssey sẽ phát hành vào ngày 26 và cũng là cái tên kết thúc loạt game hot tháng 7 này. Anh em đang mong chờ tựa game nào nhất? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới trên YouTube Học Viện Gaming. Bye bye. Luffyの言葉を、仲間との絆を信じて。力の源はそこにあるのかしら。この世界は現実じゃねえかもしれねえけど、今回はお前らがいる。俺に力を貸してくれ。